Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, quý cô bác anh chị thân mến, trong cuộc sống có những người luôn được Phật trời che chở, ban phước lành và dẫn dắt vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó là những người có căn lành luôn tỏa sáng với những phẩm chất đặc biệt và sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 dấu hiệu nhận biết người có căn lành, đặc biệt là đối với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bạn có tò mò muốn biết mình, hoặc người thân thuộc tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, có phải là người được Phật trời che chở hay không? Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của video này, vì những thông tin chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn nhận diện những phẩm chất quý báu, những dấu hiệu đặc biệt mà chỉ người có căn lành mới có. Những người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, với sự mạnh mẽ và khôn ngoan, thường mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn và sự linh thiêng, mà ít ai có thể nhận ra, những dấu hiệu đặc biệt này không chỉ giúp họ vượt qua mọi trở ngại, mà còn đem lại may mắn, tài lộc và sự bình an trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem những dấu hiệu đó là gì và chúng biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về từng dấu hiệu, từ những hành động nhỏ bé đến những phẩm chất lớn lao, giúp bạn hiểu rõ hơn về sự che chở của Phật trời và cách mà căn lành hiện diện trong cuộc sống. Những thông tin này không chỉ giúp bạn tự tin hơn vào bản thân, mà còn giúp bạn nhận ra những người thân yêu có căn lành xung quanh mình. Hãy thư giãn và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe những thông tin hữu ích mà chúng tôi mang đến. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và bổ ích khác. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì dành cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, ngay bây giờ. Hé lộ chấn động về 7 dấu hiệu người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 là người có căn lành, được Phật trời che chở hộ trì, đại phú đại quý, về già sung sướng hết phần thiên hạ. Cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 thân mến, có người từng nói rằng, nuối tiếc là chuyện bình thường, cô độc cũng là chuyện bình thường, sinh ra vốn là để nhấm nháp khổ đau, sinh ra là để nhìn rõ sự vô thường biến đổi. Trong cuộc sống, có những người, những chuyện, một giây trước vẫn như vậy, nhưng chỉ một giây sau đã đổi thay. Những thứ dù đẹp đẽ nơi thế gian, con người cũng khó mà giữ được lâu dài, thứ cần đến sẽ đến, cần đi sẽ đi, tất cả nên tùy duyên. Cuộc sống này, rất nhiều khi Ất Tỵ gặp phải những khó khăn không biết giải quyết thế nào, tưởng như không thể chấp nhận được, nhưng sau khi đã trải qua một khoảng thời gian, Ất Tỵ bỗng nhiên lại cảm thấy mọi chuyện không phức tạp đến như vậy, mọi chuyện đều là sự sắp xếp tốt nhất, không có tình cảnh nào mà không thay đổi. Cũng không có cuộc đời nào ngàn năm như một năm bốn mùa thay đổi, thời tiết khác nhau, một đời vui buồn lẫn lộn, mọi thứ khổ đau nhất, hay đắc ý nhất rồi cũng sẽ trôi qua. Đôi khi Ất Tỵ không nên cố chấp vào được mất, chấp vào sự hoàn hảo, trăng tròn rồi cũng khuyết, vạn vật chuyển hóa, hoa tươi rồi cũng héo, nước đầy rồi cũng tràn, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà sống mới có thể duy trì được nội tâm bình yên và tĩnh lặng trong thế giới vô thường này. Và muốn thành thì cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi nhân hòa nữa thì phải làm thế nào?
Cô bác Ất Tỵ hãy chú ý theo dõi hết video mà Minh Đường Tử Vi sắp chia sẻ dưới đây để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Trước khi đi vào lá số cải vận cho cô bác Ất Tỵ, ta cùng tìm hiểu sơ lược về cá tính của tuổi Ất Tỵ mệnh số giàu sang tới đây, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy cùng các nhà chiêm tinh học tìm hiểu một chút về vận số cuộc đời tuổi Ất Tỵ để thấu hiểu vận số năm 2024 và đường đời vận mệnh về sau của cô bác Ất Tỵ 1965. Khi xem tử vi thấy rằng tuổi Ất Tỵ 1965 mang mệnh hỏa, tức phú đăng hỏa. Phú đăng hỏa đôi khi cũng có người gọi là phúc đăng hỏa, là ngọn lửa của các loại đèn thắp sáng mà con người thường sử dụng. Chữ phúc trong Hán văn có ý nghĩa là sung mãn, đầy đủ, vui vẻ, may mắn. Chữ đăng nghĩa là ngọn đèn, chữ hỏa nghĩa là ngọn lửa. Dịch một các chi tiết thì ngọn lửa, ánh sáng mang lại niềm vui, may mắn, hạnh phúc phát ra từ chiếc đèn. Họ là những người có hướng tư duy văn minh, suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thông minh và có khả năng khai sáng. Vì thế khi kết bạn giao lưu trao đổi với những người này, bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều tốt và có lợi. Tuy nhiên, những người thuộc mệnh này lại có tính nóng nảy, nhưng lại rất nhiệt tình, tốt bụng, luôn làm điều thiện và thích giúp đỡ những người gặp khó. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành một người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc, thì tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thuận lợi hơn, mặc dù cả hai tuổi của nạp âm này đều có lộc cách. Nhưng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, vì thiên can khắc địa chi, nên thường trải qua nhiều gian khó mới thu được những thành tựu lớn. Ất Tỵ không phải là người đào hoa, bởi Ất Tỵ nằm trong tứ kho bị phong bế, tuổi Tỵ là dịch mã nên cuộc sống bận rộn. Thời trẻ họ ít có cơ hội tiếp cận đối tượng, thường là khi khá cứng tuổi họ mới có những cơ hội tìm hiểu, kết duyên. Sức mạnh của hỏa và năng lượng ấm áp nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dang dở, họ quan tâm, chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những thế, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Ất Tỵ thường nhận biết mọi thứ sớm hơn người. Chính vì điều này khiến Ất Tỵ nhanh chóng rơi vào những tệ nạn, cuộc vui hư ảo, làm Ất Tỵ xa lầy dẫn đến thất vọng, bởi mặc dù Ất Tỵ là nguồn khí nóng, nhưng tâm tư trống rỗng hư tâm. Tuy nhiên, những người này đôi khi lại kiêu ngạo quá mức, cậy mình có tà nên ngông cuồng, không coi ai ra gì. Những người này nếu được sự động viên khích lệ từ những người thân cận thì sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh chóng thành công hơn. Bởi vì năng lượng ngọn đèn không phải tự nhiên mà có, phải có một số tác động bên ngoài, Ất Tỵ bắt buộc phải cống hiến hết mình mới đạt được thành tựu như ý. Ất Tỵ là những con người sở hữu sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong ứng xử. Ất Tỵ là những người yêu thích sự bình yên, xem nhẹ hư danh, vốn mang tâm thế thương người, thích giúp đỡ và dễ mủi lòng, nên trong làm ăn thường hay gặp tiểu nhân lừa gạt. Đời không có nhiều tài vận, nhưng hậu vận lại an nhàn, tốt đẹp. Về công danh sự nghiệp, bản mệnh Ất Tỵ sẽ thuận lợi thăng tiến, thu được nhiều tài lộc nếu sẽ hướng theo con đường kinh doanh. Ngoài ra, Ất Tỵ có thể đạt được vinh quang nhanh chóng. Nếu làm các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông, những người thuộc bản mệnh này thường đạt được thành tựu to lớn. Nếu làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học, bởi Ất Tỵ là những người có kiến thức khổng lồ, Ất Tỵ cũng có thể dìu dắt thế hệ trẻ mở mang trí thức một cách tốt nhất, trở thành nhà sư phạm tài ba. Ất Tỵ thường có ý nghĩ khi nào thiếu tiền thì mới đi kiếm, chính vì thế cuộc sống của họ khá thành thơi, tài vận sẽ tốt đẹp hơn nếu tập trung lo việc kiếm tiền. Tập trung vào sự nghiệp, nếu yêu thích nông nghiệp, họ sẽ thành một người nông dân hiện đại với trình độ chuyên môn và sự cần mẫn của mình trong công việc. Con đường tình duyên của người thuộc mệnh Ất Tỵ cũng lắm gian truân, bởi vì cuộc đời của Ất Tỵ thường được nhiều người theo đuổi, nhưng rất ít người chân thành chịu ở bên. Cuộc sống của Ất Tỵ lúc nào cũng bận bịu, bởi Ất Tỵ nằm trong tứ kho bị phong bế. Khi yêu, những người thuộc tuổi này thường dốc lòng, dốc sức cho tình yêu của họ, vốn là ngọn lửa của ánh đèn, họ luôn tỏa một luồng khí ấm áp, khiến người họ yêu cảm thấy an toàn. Không những thế, trong công việc và cuộc sống, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác. Lẽ dĩ nhiên, cái điều may mắn là ở chỗ, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái khó của Ất Tỵ luôn nằm trong khả năng mà Ất Tỵ có thể xử lý, chỉ là lắm lúc ngẫm lại, thấy cứ ở yên một chỗ thì có khi bớt chuyện, không thay đổi công việc hay chạy theo những ý tưởng xung quanh thì có khi lại giảm thiểu những mệt mỏi vần xoay. Cuộc đời của một Ất Tỵ sẽ như diễn biến của một nhân vật chính trong truyện, ít có chương của sự nghỉ ngơi, lúc nào cũng có sự kiện xảy ra cần dày công xử lý. Và cuộc đời như thế sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2024 này, đổi lại phần thưởng cũng tương xứng với những trở ngại mà họ phải vượt qua.
Một số cho đến rất nhiều tàn dư quá khứ của Ất Tỵ sẽ dần được giải quyết trong thời gian này. Nó có thể là nợ xấu, có thể là những khoản vay mượn, có thể là những hợp đồng mua bán hoặc những kế hoạch dự định dang dở mà Ất Tỵ từng tham gia, nhưng kết quả không như ý, tất cả sẽ được giải quyết dần. Nên không cần phải bần thần mà tiếc nuối nhiều khi, tập trung vào hiện tại và những gì có thể làm trước mắt mới là điều Ất Tỵ cần phải làm. Là một trong số bản mệnh đứng ở trong khu vực của sự cô độc, nên tuy hòa đồng, nhưng Ất Tỵ sẽ luôn có một góc trống trải, cô đơn, không ai hiểu thấu. Hòa đồng tức họ không chê bai ai, ít phán xét ai, cũng tham gia hội nhóm hay các hoạt động xã hội, cũng có bạn bè, cũng có người yêu, cũng có người thương, thậm chí là vợ chồng. Nhưng cái góc trống trải có từ những năm trước đấy đến giờ sẽ mãi luôn tồn tại, sẽ mãi khiến Ất Tỵ không có được đủ sự sẻ chia mà bản thân họ mong muốn. Vậy nên cứ kệ nó, chấp nhận nó, coi nó là một phần không thể thiếu của bản ngã và tập trung vào công việc trong cái đoạn này, tập trung vào giai đoạn này Ất Tỵ nhé. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, trong cuộc sống đầy thách thức và biến động, lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung là những phẩm chất quý báu mà mỗi con người nên có. Đức Phật, với trí tuệ và từ bi vô lượng, đã dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc về sự kiên trì và lòng khoan dung. Những lời dạy của Ngài không chỉ giúp chúng ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, mà còn dẫn dắt chúng ta đến một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Lòng kiên trì, theo lời Đức Phật, là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được sự giác ngộ và an lạc. Trong cuộc hành trình tìm kiếm chân lý, Ngài đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách. Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng, không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Mỗi bước tiến trong cuộc sống đều cần sự kiên trì, bền bỉ và lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Ngài từng nói, dù đi từng bước nhỏ hãy cứ đi, bởi vì sự kiên trì sẽ đưa bạn đến đích. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Sự vị tha khoan dung là một trong những phẩm chất cao quý mà Đức Phật luôn đề cao. Ngài dạy rằng, lòng khoan dung không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn giúp chúng ta giải thoát khỏi những ràng buộc của sự giận dữ và hận thù. Trong kinh điển, Đức Phật kể nhiều câu chuyện về lòng từ bi và sự tha thứ. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là câu chuyện về Angulimala, một kẻ sát nhân được Đức Phật cảm hóa và trở thành một vị tu sĩ đắc đạo. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn truyền đạt rằng mọi người đều có thể thay đổi và xứng đáng nhận được sự tha thứ. Lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung không chỉ là những đức tính cần thiết để đạt được sự giác ngộ, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Khi chúng ta kiên trì, chúng ta không chỉ vượt qua được khó khăn, mà còn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Khi chúng ta khoan dung, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, mà còn giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, sống một cuộc sống an lạc và thanh thản. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng, cuộc sống là một hành trình dài đầy thử thách, nhưng với lòng kiên trì và sự vị tha khoan dung, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những lời dạy của Ngài không chỉ là những triết lý sâu sắc, mà còn là những bài học thực tiễn, giúp chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Hãy để lòng kiên trì dẫn lối chúng ta vượt qua mọi trở ngại, và hãy để lòng khoan dung làm dịu đi những nỗi đau và giận dữ. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ trở thành những con người tốt đẹp hơn, mà còn góp phần xây dựng một thế giới hoặc hòa bình và hạnh phúc hơn. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, vận khí của con giáp này dường như khá yếu ớt và ám tàng nhiều hung hiểm. Bản mệnh có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại, do đó, làm bất cứ việc gì bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, mà phải lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tình hình nguyệt lệnh lâm đất thai, cùng với sự chiếu mệnh của thái tuế, cho thấy hy vọng trở mình của những chú rắn rất mong manh. Công việc có thể dễ gặp trục trặc ở phút cuối cùng, vì thế làm gì cũng không được chủ quan, mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt. Tiến độ công việc có thể bị ngừng trệ, do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan, rất có thể bạn sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc, mà chưa chắc đã thu về kết quả xứng đáng. Do đó, nên tránh hành động quá vội vàng, hãy tĩnh lặng hơn để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Tuy nhiên, điểm sáng khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì là bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát triển về tài lộc nhờ sự trợ giúp từ chính tài. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có, vẫn có thể thu lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, cần tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm để tránh rủi ro không đáng có. Trong chuyện tình cảm, mặc dù vẫn duy trì được mức bình ổn, nhưng thiếu sự nhiệt tình, đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Đối với người độc thân, không có nhiều tín hiệu cho thấy có cơ hội thoát ế trong tháng này nếu vẫn giữ thái độ dửng dưng và khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ.
Về sức khỏe, có dấu hiệu bệnh cũ tái phát, sức đề kháng giảm sút, không nên coi thường việc thăm khám sức khỏe định kỳ, bởi đó giúp bạn phát hiện nguy cơ bệnh tật sớm, từ đó kịp thời có phương án điều trị. Điều quan trọng là phải chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe và đề cao sự tỉnh táo trong việc giữ gìn cân nhắc với các vấn đề sức khỏe. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 6 âm lịch. Về sự nghiệp, trong cuộc hành trình của mỗi người, hy vọng luôn là động lực mạnh mẽ, nhưng cũng cần nhận ra rằng, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức và khó khăn không ngờ đến. Tương tự như chú rắn, chúng ta cũng có thể gặp phải những rủi ro và trở ngại không lường trước. Có lúc, công việc dường như trôi chảy, nhưng bất ngờ gặp phải trục trặc phút chót, đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều công sức và thời gian để khắc phục hậu quả. Dù bạn có năng lực và sự chuẩn bị tốt, nhưng với áp lực từ Thái Tuế và sự cạnh tranh gay gắt, việc tiến triển có thể bị chậm lại. Trong những thời điểm như vậy, đôi khi tốt nhất là chững lại và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, thay vì cố gắng đẩy mạnh mọi thứ mà không có kế hoạch cụ thể. Đồng thời, cũng cần đề phòng những nguy cơ tiềm ẩn như kẻ tiểu nhân gây rối hoặc rủi ro pháp lý. Đôi khi những thử thách này không chỉ là để kiểm tra sức mạnh và khả năng của chúng ta, mà còn là để chúng ta học hỏi và trưởng thành hơn. Vậy nên, trong giai đoạn khó khăn như vậy, việc tập trung vào việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng kiến thức là rất quan trọng. Khi bạn có nền tảng vững chắc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ tự tin hơn và có thể đối mặt với mọi thách thức một cách dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng nỗ lực và sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Về tài lộc, dù đối mặt với những khó khăn trong công việc, nhưng người tuổi Tỵ vẫn có niềm an ủi từ đường tài lộc khi được chính tài trợ mệnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người làm kinh doanh và buôn bán, bởi họ có thể gặp may mắn trong một số hạng mục kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, việc thành công không đến từ may mắn, mà từ khả năng khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có và mạnh dạn tiến hành. Tuy Thái Tuế có ảnh hưởng nặng nề, nhưng vẫn có thể tạo ra những cơ hội thành công nếu bản mệnh đề cao sự thận trọng trong các quyết định đầu tư và tránh xa những mối quan hệ xã giao không lành mạnh. Đặc biệt, cần đề phòng trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao mà không có cơ sở và tránh xa những đầu tư mà không hiểu biết rõ ràng. Thay vào đó, thời gian này nên được dành cho việc tìm hiểu và học hỏi để gia tăng kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ khi hiểu rõ, bạn mới có thể đánh giá chính xác và tìm ra những hạng mục đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất trong tương lai. Vậy nên, hãy luôn đặt sự thận trọng và sự học hỏi lên hàng đầu trong mọi quyết định của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy kiên nhẫn và tỉnh táo trong mọi quyết định và không nên mạo hiểm vào những lĩnh vực mà bạn không có kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ khi đó, bạn mới có thể đạt được thành công bền vững và mang lại lợi ích cao nhất cho bản thân và gia đình. Về sức khỏe, trải qua những tháng đầy sóng gió trong công việc, tâm trạng của chúng ta có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đến sức khỏe của hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Áp lực lớn từ công việc không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng bữa ăn hàng ngày, mà còn có thể dẫn đến các vấn đề như cảm giác chán ăn và sụt cân đột ngột. Ngoài ra, có dấu hiệu bệnh cũ tái phát và sức đề kháng giảm sút, vì vậy việc thăm khám sức khỏe định kỳ là rất quan trọng. Điều này giúp chúng ta phát hiện sớm bất kỳ nguy cơ bệnh tật nào và có phương án điều trị kịp thời. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng cần hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm để tránh rủi ro không mong muốn. Thận trọng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt khi sử dụng hoặc tiếp xúc với các vật dụng sắc nhọn để tránh chấn thương và chảy máu không mong muốn. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là hãy chăm sóc sức khỏe của mình một cách cẩn thận và đúng đắn, hãy dành thời gian cho việc thư giãn và nghỉ ngơi, và đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo rằng bạn đang giữ gìn được sức khỏe tốt nhất có thể. Về tình duyên gia đạo, trong cuộc sống, có những khoảnh khắc bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và chán chường vì mối quan hệ của mình dường như đang trở nên nhạt nhẽo. Nhưng nếu không dành thời gian để nghiêm túc nhìn lại bản thân và mối quan hệ, bạn có thể dễ dàng rơi vào bẫy của tình cảm ngoài luồng, đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Trong mối quan hệ, quan trọng nhất là sự quan tâm, sẻ chia và thông cảm. Nếu cả hai bên đều dửng dưng và không quan tâm đến tình trạng hiện tại của mối quan hệ, nguy cơ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực là rất lớn. Đặc biệt, đối với các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương, cần phải cẩn thận vì Thái Tuế có thể gây ra mâu thuẫn và làm rung chuyển tình cảm. Trong thời gian này, cảm xúc thăng trầm và biến đổi không đoán trước được, điều này có thể gây ra sự lạnh nhạt và tức giận, dẫn đến sự không ổn định trong mối quan hệ. Với Ất Tỵ đang độc thân, chuyện tình cảm có thể là một cuộc hành trình gian nan, duyên đến rồi lại đi, và việc tìm được một mối quan hệ đúng đắn không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là không nên khép kín trái tim quá sớm và không nên đóng cửa hoàn toàn trước cơ hội mới. Hãy mở lòng và cho điều gì đến sẽ đến. Vậy nên, lời khuyên dành cho bạn là hãy đầu tư thời gian và năng lượng vào mối quan hệ của mình. Hãy luôn tôn trọng và quan tâm đến ý kiến của đối phương và luôn sẵn lòng dẫn dắt, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đó một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Quý vị thân mến, vận hạn thì chẳng ai muốn, nhưng làm thế nào để tránh được vận hạn đó mới là điều quan trọng. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi gửi đến quý anh chị thông tin một số vật phẩm phong thủy tiêu trừ vận hạn để có thể đem nhiều điểm may mắn cho gia chủ trong thời gian tới. Tượng rùa đầu rồng phong thủy. Long quy là con vật mang ý nghĩa hoạnh tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Cho người tuổi Ất Tỵ 1965, nó là con vật cứu cánh trong việc tiếp khí cho các cát tinh như bát bạch, cửu tử, nhất bạch, chuyên được các phong thủy sư sử dụng trong các thủy cục vượng tài. Trong bài trí phong thủy, những phương vị tốt lành không thể thiếu được tượng long quy để vượng tài. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí, nhớ phải là tỳ hưu một sừng. Ta đặt tỳ hưu đã được khai quang ở các hướng tốt trong nhà như sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Tiền cổ phong thủy. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải. Cát khí của nó không những làm gia tăng tài lộc mà còn đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giải trừ tai họa, tiểu nhân cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Gương bát quái phong thủy. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu, hướng nhà có thể thu hút may mắn, cát hoặc dẫn đến nỗi buồn hay bệnh tật, hung cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Tượng hổ phù phong thủy. Thời cổ đại, người ta thường khắc hình những dã thú hung dữ lên miếng gỗ để ngăn chặn sát khí. Trong phong thủy, sư tử là một loài thú tượng trưng cho may mắn và điềm lành. Vì vậy, người tuổi Ất Tỵ 1965 thường treo hình sư tử ngậm kiếm trên cửa, trên tường, bình phong để trấn trạch, tị tà, hóa sát. Ngoài ra, người ta còn có thể chạm trổ thêm hình thái cực bát quái hoặc hình chữ vương trên trán sư tử, có thể tăng cường uy lực, hóa giải khí xấu từ những bố cục phong thủy không tốt. Một số gương bát quái có hình sư tử ngậm kiếm bên trên để tăng công dụng trấn trạch hóa sát, có thể treo trước cửa nhà nếu nhà đối diện sử dụng pháp khí phong thủy quá mạnh, gây ảnh hưởng đến nhà của người tuổi Ất Tỵ 1965. Chuông gió phong thủy. Trong phong thủy, chuông gió được xem là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến năng lượng sống của con người tuổi Ất Tỵ 1965. Vì vậy, chuông gió có tác dụng trực tiếp đến gió, nên được xem là một trong những vật phẩm có tác dụng tốt thay đổi phong thủy. Người ta thường treo chuông gió ở vườn, cửa sổ hoặc hiên nhà vừa để trang trí, mang đến những giai điệu vui tai và khắc chế nguồn năng lượng sống từ bên ngoài, luân chuyển đến khắp không gian nhà những nguồn năng lượng tốt. Tượng quan công phong thủy. Với những hướng nhà xấu ảnh hưởng tới gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 thì nên dùng tượng quan công trấn giữ ở cửa, quay mặt ra hướng chính diện của cửa lớn. Đối với những hướng nhà bị sao xấu chiếu tới, cũng dùng tượng quan công để chế hóa. Hồ lô bát tiên phong thủy. Theo văn hóa dân gian, hồ lô được sử dụng lâu đời ở một số tộc người miền Nam Trung Quốc. Ở đây người ta coi hồ lô như một thứ pháp khí có thể thu hút tà khí, luôn treo ở trước cửa ra vào để đuổi tà ma cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Sử dụng những chiếc hồ lô nhỏ để đeo cho những đứa trẻ, ý nghĩa và công dụng như lá bùa hiện nay mà chúng ta thường xin ở chùa về. Vòng tay đá quý thạch anh vàng phong thủy. Thạch anh vàng được gọi là viên đá kinh doanh bởi nó thường được các chủ nhà hàng, siêu thị, khách sạn để ngay tại quầy thu ngân. Nhằm thu hút vận may, tài lộc, làm ăn phát đạt, thạch anh vàng có tác dụng giải tỏa sự bế tắc, giúp tâm hồn thanh thản. Hóa giải sao chiếu mệnh cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Tượng kỳ lân phong thủy. Kỳ lân có tác dụng trấn trạch rất mạnh, dùng để giải quyết các vấn đề như ổn định bầu không khí xung quanh, gia đình bất hòa, thu nhập không như mong muốn, các mối quan hệ không tốt, quan hệ vợ chồng không như ý, giải tỏa những vấn đề trong cuộc sống cho người tuổi Ất Tỵ 1965. Vâng, quý cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến kính, chương trình đến đây là hết. Chúc bạn và gia đình may mắn bình an.